Chủ tịch hài lòng về bữa tiệc sinh nhật mà tôi và mọi người đã lên kế hoạch tổ chức chứ? Cảm ơn tấm lòng của giám đốc Quang và mọi người. Tôi thấy rất vui. Tiếc là bữa tiệc ngày hôm nay không có phu quân của chủ tịch. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp anh ấy. Các đối tác còn tưởng chủ tịch vẫn độc thân cơ đấy. Nói thật, làm việc với chủ tịch bao nhiêu năm, càng ngày tôi càng thấy chủ tịch đẹp. Đẹp đến nao lòng. Nếu như tôi có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ là người xếp hàng đầu tiên. Cảm ơn anh đã đưa tôi về, còn đưa tôi đi siêu thị nữa. Bây giờ tôi phải về nấu cơm, chồng tôi đang đợi. Anh về trước đi. Anh nói câu này, em đừng giận. Với một kẻ phế vật như chồng em, em nên giải thoát càng sớm càng tốt. Nếu không, cả tập đoàn và em đều suy theo một kẻ như hắn đấy. Từ bao giờ mà anh dám can thiệp vào cuộc sống riêng tư và chuyện gia đình của tôi thế? Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh đấy. Xin lỗi chủ tịch, anh sai rồi. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh biết. Anh biết mà vẫn còn ngồi đấy được à? Anh vừa mới chơi được tí thôi mà. Anh nói là anh mới chơi. Vậy anh định chơi đến bao giờ hả? Tôi đi làm cả ngày, còn anh thì ngồi không ở nhà. Nhưng việc đi chợ cũng đến tay tôi. Về thì nhà cửa bừa bộn. Anh chẳng chịu đỡ đần tôi bất kể một việc gì cả. Anh định sống thế này mãi đến bao giờ? Có chuyện gì mà em cáu nhặng lên mày? Ở công ty ai lại chọc điên em à? Nếu như có ai dám chọc điên tôi thì giờ này anh không sống nổi với tôi đâu. Nhưng rất may cho anh, ngày hôm nay là sinh nhật của tôi, cho nên tôi đủ tâm trạng đứng đây để nói chuyện với anh đấy. Anh biết chưa? Đây là sinh nhật của em à? Vậy mà anh quên mất. Chúc mừng sinh nhật em nhá. Anh tuổi vừa thôi. Hoa của tôi đâu? Quà của tôi đâu? Tại sao tôi không có? Ok, tôi không có quà cũng được, không có hoa cũng được. Nhưng tại sao sinh nhật của tôi anh không nhớ? Anh làm chồng kiểu gì thế hả? Em là chủ tịch tập đoàn ABA, kiếm được nhiều tiền như thế, em có thể mua cho mình bất cứ thứ gì em muốn. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi hoa với quà như ngày mới cưới vậy? Đúng là tôi có thể mua bất kể thứ gì tôi muốn. Nhưng cái tôi muốn là được anh mua cho. Đấy là tấm lòng, là tình cảm của anh hiểu không? Nhưng mà anh đang thất nghiệp mà. Anh làm gì có tiền mua cho em. Em phải thông cảm cho anh chứ. Đây, anh có thể bán nó đi mà. Anh có thể lấy tiền để mua quà cho vợ anh mà. Nếu muốn thì không thiếu cách. Em điên à? Nó không phải là chiếc đồng hồ bình thường. Nó là vật giá trị, là sĩ diện cuối cùng của anh đấy. Thì ra nó còn quý giá hơn cả tôi, đúng không? Em lại bắt đầu so sánh đấy. Tôi đã phát ốm khi phải sống với anh thế này rồi. Anh có thể thất nghiệp, nhưng anh làm ơn đừng khiến tôi phát ngấy khi phải sống với anh thế này được không? Tôi đi làm từ sáng đến tối, về đến nhà vẫn phải cơm bưng nước rót cho anh. Anh không thấy thương tôi à? Anh có còn là chồng nữa không thế? Quỳnh, chúng ta nói chuyện chút đã nha. Tôi đã phát ngấy với những lời hứa hẹn của anh rồi. Anh luôn xin lỗi mỗi khi làm tôi khó chịu. Sau đấy thì sao? Sau đấy là anh hứa anh thay đổi, anh hứa là anh sẽ sửa sai. Nhưng cũng chỉ được ngày một ngày hai thôi. Anh không bao giờ thay đổi được cả. Anh thử nhớ lại xem,
Cái lúc mà công việc của anh làm ăn phá sản ấy, tôi không hề trách anh một câu nào cả. Thậm chí là tôi sợ tôi nói ra những điều khiến anh phải buồn. Tôi không dám bảo anh về tập đoàn tôi làm, sợ anh bị mang cái tiếng là bám váy vợ. Cho nên tôi phải gồng gánh tất cả mọi thứ, lo kinh tế, phụng dưỡng chu cấp cho hai bên gia đình nội ngoại. Tôi thậm chí quên mất rằng mình cũng là một người phụ nữ cần được yêu thương đấy. Anh sẽ sớm kiếm được việc làm. Và anh hứa, anh sẽ đưa em sang Thái du lịch như những gì em mong muốn. Anh sẽ sớm quên mất mục tiêu đấy thôi. Bởi vì tất cả những gì anh hứa, nó sẽ mãi ở yên đấy nếu như anh không chịu hành động. Chúng ta ly hôn đi. Tôi không muốn sống thế này thêm một ngày nào nữa. Em à, lần này anh nói thật mà. Quỳnh, Quỳnh, em nghe anh nói đã. Tôi không muốn nghe. Em bình tĩnh lại đi có được không? Anh tránh ra. Anh Hùng. Anh ơi. Anh Hùng ơi. Anh Hùng. Anh tỉnh lại đi mà. Anh Hùng ơi. Anh Hùng ơi. Anh ơi, anh tỉnh lại đi mà. Anh Hùng ơi. Chồng của cô có thể bị mất trí nhớ tạm thời do cú va đập mạnh. Qua phim chụp X-quang, chúng tôi thấy những cục máu đông chèn vào dây thần kinh của anh ấy. Bác sĩ ơi, liệu chồng tôi có thể nhớ lại mọi chuyện không ạ? Điều này tôi không thể biết chính xác được, còn tùy thuộc vào bệnh nhân nữa. Hãy nói chuyện với anh ấy một cách nhẹ nhàng. Đừng nói hay nhắc đến những chuyện trong quá khứ khiến anh ấy cảm thấy ức chế nhé. Vâng ạ. Bệnh nhân tỉnh rồi. Cô nhớ những điều tôi dặn nhé. Tôi xin phép đi trước đây. Cảm ơn chị ạ. Đây là đâu vậy? Tôi là ai? Anh là Hùng. Anh đang ở trong bệnh viện vì mất trí nhớ đấy. Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Còn cô? Cô là ai? Tôi kiểu như là vợ của anh ấy. Kiểu như là? Là vợ cũ. Tôi đã quyết định rằng chuyện bị mất trí nhớ của anh ấy sẽ giúp chuyện ly hôn của chúng tôi bớt đau khổ hơn. Điều đó sẽ giúp anh ấy dễ dàng để tôi ra đi hơn. Giờ tôi phải đi làm. Nếu có vấn đề gì, anh cứ nói với bác sĩ. Chị ấy sẽ gọi cho tôi. Trông em có vẻ hơi mệt mỏi đấy. Em nên nghỉ ngơi đi. Đã rất lâu rồi tôi chưa được nghe anh nói những lời thế này. Anh đã như vậy sao? Chúng ta đã sống một khoảng thời gian dài, chả có gì cả ngoài tiếng cãi vã. Anh xin lỗi vì đã đối xử với em không tốt. Nhưng thật sự bây giờ anh không còn nhớ được gì cả. Hay là có một chút ký ức nào về chuyện em là vợ của anh. Nhưng mà em thật sự rất xinh đẹp. Cảm ơn vì đã là vợ của anh. Cảm ơn em đã đồng ý lấy anh. Tôi thật sự phải đi rồi. Tôi chưa từng nghe thấy anh ấy nói những lời này kể từ khi anh ấy mất việc và trở nên chán nản. Không hiểu tại sao lúc này tôi lại cảm thấy rất buồn khi phải rời xa anh ấy. Liệu tôi có nên cho anh ấy cơ hội thứ hai không?
Anh nghỉ ngơi đi. Tối nay tôi sẽ quay lại. Cảm ơn em. Có phải anh ấy được xuất viện rồi không? Tại sao mình lại thấy buồn khi không thấy anh ấy thế này? Sao trông em có vẻ buồn thế? Ngạc nhiên chưa? Anh... tôi nghĩ là anh đã xuất viện rồi. Bác sĩ bảo anh phải ở đây ít nhất một tuần để theo dõi. Em buồn vì không thấy anh sao? Không, không hề. Anh có thể nhìn thấy được điều đó qua mắt em. Em đang buồn đấy. Nhưng mà anh có cách làm em vui lên. Anh biết đây không phải bữa ăn tuyệt vời nhất dành cho em. Thức ăn ở bệnh viện em biết mà, sẽ không được ngon như ở nhà đâu. Kể cả rượu cũng không phải rượu vang, ly rồi đến hoa để bàn. Dù mọi thứ không được xịn sò, nhưng mà anh đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình rồi. Hoa này anh tự làm à? Anh đã đi dạo bên khoa nhi và học được cách làm hoa từ các bạn nhỏ đang điều trị tại đây. Anh làm tôi ngạc nhiên đấy. Khoan đã, mặc dù đây là rượu hoa quả thôi, nhưng bác sĩ có cho anh uống không đấy? Chỉ cần em không nói chuyện này với ai là được. Có vẻ như tôi đã quay trở lại quá khứ, nơi chúng tôi là những người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cô đến lâu chưa? Đây là dự án sắp tới sẽ bỏ thầu. May mà dạo này thằng chồng phế vật của cô ta bị ốm nằm viện, cô ta bận chăm sóc nên tôi mới có cơ hội đấy. Tốt lắm, cảm ơn anh Quang nhé. Gói thầu này nếu cướp được của tập đoàn ABA thì anh cũng tính bài chuồn sang công ty tôi làm việc luôn đi. Bên tôi sẽ biết cách tận dụng tất cả những chức năng của một người đàn ông vừa tài giỏi vừa đẹp trai như anh Quang đấy. Một tuần trong bệnh viện, dường như tôi đã yêu lại chồng của mình. Anh ấy hoàn toàn thay đổi. Nhưng sự thay đổi đó thật ra chỉ là dối trá. Anh dậy rồi à? Anh đang thắc mắc một điều. Trong quá khứ, anh đã làm những gì mà khiến một người con gái tuyệt vời như em rời bỏ anh? Nhưng lúc này anh rất sợ mất em. Anh không muốn em rời bỏ anh thêm một lần nữa. Em có thể đồng ý cưới anh thêm một lần nữa được không? Em cho anh một cơ hội để sửa sai nhé. Em đồng ý. Anh biết là em thích nhẫn bạch kim, nhưng mà lúc này anh chỉ có thể mua được cho em nhẫn bạc thôi.
Chờ đã. Sau khi anh bị mất trí nhớ, em chưa từng nói với anh là em thích nhất mạch kim mà. Sao anh lại... Có phải là anh nhớ hết mọi chuyện rồi không? Chuyện này... Anh trả lời em đi. Có phải là anh nhớ hết mọi việc rồi không? Ừ. Từ khi nào? Một tuần trước. Vậy là anh không hề mất trí nhớ, đúng không? Tất cả mọi thứ anh làm những ngày vừa qua đều là để lừa tôi. Anh chẳng thay đổi gì cả. Nhưng mà em cũng nói dối, em là vợ cũ của anh còn gì. Tôi nói như thế là bởi vì tôi muốn chúng ta chia tay, giải thoát cho nhau một cách dễ dàng thôi. Anh làm tôi quá thất vọng đấy. Sao anh lại ở đây? Anh mới trốn khỏi viện vì anh không thể nào chịu đựng được khi phải nhìn em rời xa anh lần nữa. Anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu em sẽ như thế nào. Anh sai rồi. Thật sự anh không có ý muốn lừa dối em. Chính anh là người làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn đấy. Tôi vừa nhận tin từ tập đoàn, gói thầu lần này có khả năng rất cao sẽ mất vào tay công ty đối thủ. Tôi phải xử lý công việc, chắc vài ngày nữa tôi không về đâu. Cho anh 5 phút thôi được không? Anh có chuyện muốn nói với em trước khi em quyết định bất cứ điều gì. Anh xin lỗi. Lúc anh tỉnh dậy ở trong bệnh viện, anh đã không biết làm như thế nào để giữ em lại, nên anh đã xin bác sĩ giúp mình nói dối em khi đó. Anh biết giờ anh có nói như thế nào cũng không thể lấy lại được lòng tin em dành cho anh nữa. Đây là thành ý của anh. Chiếc vé đi du lịch Thái Lan em vẫn mong muốn đi còn gì. Cũng thật may, nhờ có việc mất trí nhớ mà anh mới nhận ra anh yêu em nhiều như thế nào. Anh lấy đâu ra tiền để mua vé thế? Anh bán đồng hồ đấy à? Ừ. Nhưng anh cũng nói đấy là chiếc đồng hồ quý giá nhất đối với anh mà. Nó là kỷ niệm duy nhất còn lại khi anh đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Anh đâu cần thiết phải bán nó. Quý thì quý, nhưng đâu quan trọng bằng việc giữ em. Khi còn nằm ở trong phòng bệnh, anh nhận ra nếu như không có em, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa hết. Với lại anh quyết định rồi, anh sẽ đến tập đoàn để hỗ trợ em. Anh không đành lòng đứng ngoài nhìn em chống chọi với thù trong giặc ngoài nữa. Anh nói thật không? Mà thù trong giặc ngoài là sao? Sao anh biết? Trông anh phế vật như vậy thôi, chứ đằng sau anh vẫn điều tra nghe ngóng tình hình để bảo vệ vợ của mình chứ. Từ lâu anh nói với em là phải để ý đến tên Quang kia. Thám tử nói với anh, tên Quang và công ty của đối thủ đã liên lạc và kết nối với nhau từ lâu. Vậy tại sao anh lại tặng vé du lịch cho em vào lúc này? Định để em đi một mình rồi anh tự giải quyết công việc hay sao? Anh đã có cách giải quyết nhanh chóng. Hồ sơ gói thầu lần này anh đã cho người đánh cháo. Họ không có cơ hội thắng em đâu. Anh đã cố tình mua hai vé máy bay để cho chúng ta ăn mừng đấy. Em tha thứ cho anh nhé.